Bản tin sáng ngày 28 tháng 10. Kính chào quý vị, chúc quý vị ngày mới an lành. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với những nội dung chính được phát trong bản tin sáng ngày hôm nay. Người dân Sài Gòn muốn tập thể dục phải tiêm đủ 2 mũi vaccine. Thành phố Hồ Chí Minh cho mở lại cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ. Việt Nam có 4.411 ca nhiễm mới, tăng hơn 800 ca so với ngày trước đó. Dự kiến được tặng gần 9 triệu đồng khi sinh con thứ hai. Đề xuất thu phí ô tô khi vào nội thành Hà Nội, giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe ô tô. Số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại các nước Đông Âu tăng nhanh. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với tin tức tại Sài Gòn. Người dân Sài Gòn muốn tập thể dục phải tiêm đủ 2 mũi vaccine. Báo Tuổi Trẻ đưa tin vào ngày 27 tháng 10, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có văn bản hướng dẫn đối với các hoạt động tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn, bao gồm: người tập luyện thể dục thể thao phải được tiêm chủng ít nhất là một mũi vaccine đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm, hoặc là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng. Người dưới 18 tuổi cần có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực. Nhân sự làm việc thường xuyên tại khu vực thể thao phải tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm, hoặc là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng, có mã QR xanh trong ứng dụng Y tế Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các đơn vị hoạt động thể dục thể thao phải đăng ký tạo mã QR, cần đo thân nhiệt tại cửa vào, trang bị xịt khuẩn, nước rửa tay thuận tiện bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực ra vào khu tập luyện thể dục thể thao. Sau khi có nhiều bình luận trong những ngày qua liên quan đến việc mở cửa lại dịch vụ ăn uống tại chỗ, thì trong ngày, thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép mở lại cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ. Chiều ngày 27 tháng 10, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kể từ hôm nay, ngày 28 tháng 10 sẽ bắt đầu mở lại dịch vụ kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ. Thành phố cũng yêu cầu các hàng quán phải đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, công suất tối đa được duy trì từ 50% trở xuống và phải đáp ứng được các quy định phòng dịch. Ngoài ra, thì các nhà hàng, quán ăn tại chỗ không được kinh doanh đồ uống có cồn. Tuy nhiên, thì riêng đối với việc kinh doanh rượu bia đồ uống có cồn tại quận 7 và thành phố Thủ Đức sẽ được thí điểm trước để rồi xem xét đưa ra quyết định. Việt Nam có 4.411 ca nhiễm mới, tăng hơn 800 ca so với ngày trước đó. Tối ngày 27 tháng 10, Bộ Y tế công bố thêm 4.411 ca nhiễm mới, trong đó gồm 7 ca nhập cảnh và 4.404 ca ghi nhận trong nước, tăng 812 ca so với ngày trước đó tại 47 tỉnh thành phố. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Đứng đầu vẫn là thành phố Hồ Chí Minh với 1.140, Bình Dương với 521, Đồng Nai 499, Đắk Lắk 254, Bạc Liêu 242, An Giang 221, Tây Ninh 202 và rải rác tại các tỉnh thành khác. Và cũng trong cùng ngày, thì Bộ Y tế cũng ghi nhận thêm 54 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 32, Bình Dương 8, Long An 4, Bạc Liêu 3, Đồng Nai 2, Tây Ninh, Thanh Hóa, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, mỗi địa phương 1 ca. Như vậy, thì kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 900.585 ca nhiễm và 21.856 người đã tử vong. Và cũng trong ngày qua, Anh đã quyết định sẽ tặng thiết bị y tế trị giá 500.000 bảng cho Việt Nam. Báo Dân Trí đưa tin ngày 27 tháng 10, Vương quốc Anh sẽ cung cấp các trang thiết bị y tế thiết yếu với tổng giá trị lên 500.000 bảng Anh, tương đương với 687.000 đô la Mỹ để hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch. Đây là lần hỗ trợ Việt Nam tiếp theo sau khi chính phủ Anh đã trao tặng hơn 415.000 liều vaccine Oxford AstraZeneca vào tháng 8 năm 2021. Và kết thúc những tin tức về dịch bệnh, mời quý vị cùng chuyển qua những tin tức đáng chú ý khác. Đề xuất tặng gần 9 triệu đồng khi sinh con thứ hai. Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo luật dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý trong lần chỉnh lý tháng 10 năm 2021 lần này, đó chính là các biện pháp điều chỉnh mức sinh. Theo đó, thì tại khoản 2 điều 9 dự thảo luật dân số nêu ra, thì nhà nước sẽ hỗ trợ một lần bằng tiền ít nhất tương đương với một lần mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ nhất, ít nhất tương đương 2 lần mức lương tối thiểu vùng khi mà phụ nữ sinh con thứ hai. Cặp vợ chồng cam kết sinh đủ 2 con được nhà nước hỗ trợ cho con của họ học tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học công lập, miễn học phí khi theo học trung học cơ sở công lập.
các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con có cam kết không sinh thêm con được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo những quy định của pháp luật về nhà ở. Hiện nay thì quyết định này đã được công bố tại 21 tỉnh thành phố có mức sinh thấp gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Khánh Hòa, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Thuận, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Kiên Giang. Mức lương tối thiểu vùng đang được áp dụng theo Nghị định 90 năm 2019 NĐ-CP cụ thể, mức 4.420.000 đồng một tháng ở vùng 1, 3.920.000 đồng một tháng ở vùng 2, 3.430.000 đồng một tháng ở vùng 3, 3.070.000 đồng một tháng đối với vùng 4. Do đó thì nếu như dự thảo luật dân số được thông qua thì khi sinh đủ 2 con, phụ nữ tại các tỉnh vùng 1 mức sinh thấp có thể được hưởng đến 8,84 triệu đồng. Một thông tin khác cũng được quan tâm trong ngày qua. Đề xuất thu phí ô tô khi vào nội thành Hà Nội giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe ô tô. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa cùng với đơn vị tư vấn xây dựng xong phương án 87 trạm thu phí phương tiện vào nội đô. Theo như đề án quản lý xe cá nhân, thì đến năm 2030, thành phố Hà Nội sẽ dừng hoạt động xe máy tại các quận nội thành. Ngoài ra, thì Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã xây dựng đề án thành phần có tên là đề án thu phí phương tiện và một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc và ô nhiễm môi trường để hạn chế xe cơ giới đi vào. Đề án thu phí phương tiện vào nội đô với 87 trạm thu phí. Hầu hết các vị trí đưa ra để lập trạm thu phí này nằm ở khu vực cửa ngõ vào trung tâm thành phố, ranh giới để xác định giữa khu vực nội đô và ngoại thành. Trong đó có các vị trí như là nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, nút giao Bixi Thăng Long, Lê Văn Lương, Xuân Thủy, Giải Phóng, Cổ Linh, cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Quốc Việt, Võ Chí Công, cầu Đông Trù, cầu Trương Dương, cầu Thanh Trì, v.v. Thời gian mà đơn vị tư vấn đề xuất thu phí xe vào nội thành là ban ngày, khung giờ từ 5 đến 21 giờ. Trong đó có phân biệt mức phí giữa giờ cao điểm và giờ thấp điểm. Và cũng liên quan đến các quy định về xe ô tô, ngày qua Bộ Tài chính cho biết đang lấy ý kiến về việc lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ giảm 50%, áp dụng từ ngày 15 tháng 11 năm nay đến hết 15 tháng 5 năm sau. Tuy nhiên, thì nếu chính phủ ký ban hành nghị định sau 15 tháng 11, Bộ Tài chính sẽ trình chính phủ thời gian thực hiện và hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 đến hết tháng 5 năm sau. Giảm lệ phí trước bạ không làm giảm giá xe nhưng giảm chi phí lăn bánh một chiếc xe mới. Việc giảm 50% mức thu theo Bộ Tài chính sẽ kích cầu tiêu dùng cũng như là thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước nối lại chuỗi cung ứng, tăng mở rộng đầu tư. Và mới đây thì đại diện 11 hãng xe nhập khẩu như là Audi, Volkswagen, Subaru, Volvo, Jeep, Porsche hôm ngày 25 tháng 10 cũng cho rằng chính phủ không nên chỉ ưu đãi xe lắp ráp và kiến nghị áp dụng giảm lệ phí trước bạ cho cả xe nhập. Các nhà nhập khẩu ô tô tại Việt Nam cho rằng không công bằng khi mà ưu đãi lệ phí trước bạ cho ô tô chỉ dành cho loại sản xuất lắp ráp trong nước. Trong dự thảo đang lấy ý kiến thì Bộ Tài chính vẫn chưa nêu lý do không áp dụng giảm thuế với xe nhập khẩu. Và một thông tin đang được quan tâm trong ngày qua liên quan đến dự án với kinh phí khủng, Phó Thủ tướng chốt vận hành đường sắt Cát Linh Hà Đông trước ngày 10 tháng 11. Ngày 27 tháng 10, tại trụ sở Bộ Giao thông Vận tải, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành các công đoạn còn lại, bàn giao cho thành phố Hà Nội trước ngày 10 tháng 11 để đưa vào khai thác sử dụng. Về vấn đề thu phí không dừng, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nhanh chóng lắp đặt các hệ thống đối với các trạm trong quý 1 năm 2022. Tất cả các tuyến cao tốc chỉ giữ lại một làn thu phí có dừng, tiến tới lựa chọn một số tuyến cao tốc chỉ thu phí không dừng, đóng hoàn toàn việc thu phí thủ công. Và một thông tin khác cũng đang được bàn luận trên các diễn đàn khác nhau, đó là việc Bộ Nội vụ đề nghị bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với công chức, viên chức. Ngày 27 tháng 10, đại diện Bộ Nội vụ cho biết đề nghị các bộ ngành không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp, viên chức. Thay vào đó, các bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu quy định về tiêu chuẩn năng lực, ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của ngạch, chức danh nghề nghiệp tương ứng. Trước đó, thì Bộ Nội vụ cũng đã gửi văn bản lên Thủ tướng kiến nghị bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ của 74 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức, bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ tin học của 74 ngạch công chức và 142 chức danh nghề nghiệp viên chức do không còn phù hợp, và các cơ sở đào tạo đã có quy định về chuẩn đầu ra phải đạt trình độ ngoại ngữ, tin học. Hồi tháng 6, Bộ Nội vụ cũng ban hành thông tư số 02 bãi bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với ngành công chức chuyên ngành hành chính và văn thư thuộc lĩnh vực quản lý của bộ này thực hiện từ ngày 1 tháng 8.
Khép lại những tin tức trong nước, xin mời quý vị cùng chuyển qua những tin tức liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới. Thời gian gần đây, khi mà thời tiết chuyển lạnh hơn thì tình hình dịch bệnh tại các quốc gia trên thế giới đã có những diễn biến mới, nguy cơ tái bùng dịch. Số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại các nước Đông Âu tăng nhanh. Theo trang The Guardian, vào ngày 27 tháng 10, nước Nga thông báo có thêm 1.123 ca tử vong, mức tăng cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bùng phát. Chỉ trong 24 giờ qua, thủ đô Moscow ghi nhận thêm 36.582 ca mắc mới, trong đó có 5.789 ca tử vong. Tình hình dịch căng thẳng khiến nhiều hoạt động kinh doanh tại thủ đô Moscow và nhiều địa phương khác phải đóng cửa. Tiếp đó, tuần đầu tháng 11, mọi công sở, nơi làm việc trên toàn quốc sẽ dừng hoạt động. Tại Hungary, cùng ngày xác nhận thêm 3.125 ca mắc mới. Đây là mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ tháng 4, nâng tổng số ca nhiễm lên 855.339 ca và 30.647 trường hợp tử vong. Cho đến nay, thì hơn 5,7 triệu người đã được tiêm đủ liều vaccine và hơn 1,1 triệu người đã được tiêm mũi thứ 3, mũi nhắc lại. Còn tại Cộng hòa Séc, trong ngày 27 tháng 10 công bố thêm 6.274 ca nhiễm mới, tăng gần gấp đôi trong một tuần và là mức tăng cao nhất hàng ngày được ghi nhận kể từ ngày 7 tháng 4. Hiện Séc có 1.741.859 ca nhiễm và 30.667 ca đã tử vong. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày mới an lành và tràn đầy sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!